Video này được mang đến cho bạn bởi 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam chất lượng trên gian Shopee Mall. Chi tiết ở phần sau của video. Và nếu các sếp muốn tìm một nơi để bàn luận về phim thì hãy vào ngay, phim này hay phết, để bàn luận các thứ. Mọi người hãy mua ngay một chiếc quần âu đến từ thương hiệu 360 Boutique, không phải quần âu với giá 199k mà quần âu với giá sốc chỉ từ 179k, dành riêng cho anh em nào xem được video này khi áp mã. Đây không phải là một chiếc quần bình thường mà có những tính năng vô cùng vượt trội, chất vải mềm mịn không chỉ thừa không nhăn, chiều dài trên mắt cá chân mang lại sự trẻ trung thời thượng. Giá áp dụng khi mà anh em nhập đúng cái mã này, tôi nhắc lại là cái mã này nhé. Quần đẹp như trong hình, chất lượng vải miễn chê, link ở phần mô tả và bình luận. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mì Siêu Tim Cật. Tại sao lại là Mì Siêu Tim Cật? Tại vì ở đây chúng tôi review phim thật, hoặc không. Trong tuần này chúng tôi sẽ review một bộ phim đang gây rất nhiều tranh cãi. Không phải là vì hay dở, mà là vì thông điệp phim truyền tải tạo ra quá nhiều ý kiến trái chiều. Quỷ cầu ton ton ton. Và vẫn như mọi khi, ngồi cạnh tôi vẫn là em Nghĩa. Em Nghĩa đâu? Sao đến muộn củ? Ôi mẹ, bố nào để con chó trước cửa? Sợ vãi. Mày đi vòng ra mày vào. Ừ thì em đi vòng á. Thì em biết vì sao không? Tại vì nha, con người có lựa chọn, còn con chó thì không. Em nghĩ ở đây rồi chúng ta sẽ cùng bàn luận về Quỷ Cẩu, một bộ phim đang cực kỳ hot. Không có Trấn Thành, không có Tết ở làng Quỷ Cẩu, nhưng mà chúng ta vẫn có lấp đầy mọi suất chiếu trong ngoài rạp những gần đây. Cho em Nghĩa nói về lý do. Thật lòng nói nhá, em cũng không hiểu vì sao thế này không. Nhưng mà cái này không có ai bỏ trứng phòng vé. Cũng không có Tết ở làng Quỷ Cẩu. Tao vừa nói thế xong mà. Em ngại lại. Dạ, ok. Thì nói chung là em không hiểu vì sao nó hot luôn ý. Thế là người ta yêu chó. Nhưng mà đây là chó quỷ mà, chứ có phải là chó Hachiko đâu. Thôi em mình vào luôn vấn đề đi. Thôi vào luôn vấn đề đi. Nhiều chó quá. Nhiều chó quá. Thế cái này có hay không? Em thích hỏi khó. Thì anh trả lời ý kiến cá nhân. Thế mà trả lời đi. Chả hay. Thực ra cũng không hay thật. Đúng là không hay. Không hay thật. Anh nghiêm trọng quá rồi nhỉ. Bảo luôn là không hay. Không hay, không hay, không hay, không hay. Tao thấy có người bảo là phim này gây ám ảnh kinh hoàng trong group của chính mình luôn. Group nào? Group của anh. Group em là chia phim review mà. Thế group, khi group mày có khen không? Không. Thì thế thì nó có phải tác phẩm không? Thì với anh nhá thì nó không phải. Nó là một bộ phim mà anh xem anh không thấy hay đâu. Mặc dù là ý tưởng ban đầu thì rất là triển vọng, kể về một gia đình làm nghề mổ chó, bao nhiêu năm sát sinh không biết bao nhiêu là chó này, rồi là bị một con quỷ chó hiện hồn về để sát hại. Nhưng mà cái phim này thì không chỉ nói về cái đấy, mà còn mượn chuyện là sát sinh giết chó để nói về rất nhiều tội lỗi khác của con người. Nghe anh nói lại nhá, em thấy đúng là ý tưởng kịch bản như này có tiềm năng đấy. Nhưng mà thế giới này tiềm năng nhiều lắm, với cả giờ Marvel có khi có tiềm năng. Nhưng mà cuối cục thì thất bại đúng không? Thất bại. Có tình trạng phim này nó cũng như thế. Trong phim này có một gia đình 7 người, thì ngoài nam nữ chính ra, từ bố đến mẹ, từ cô chú đến cả thím, đến cả thím, ai cũng gây tội ác. Mày sai. Nữ chính có gây tội ác, nữ chính là Mie đúng không? Mie đúng. Tội đẹp. Có đẹp. Ông bố tội sát sinh chó này, gian díu với em dâu. Ông em trai thì cũng giết chó, bà em ruột cũng giết chó, xong rồi thêm tội là cờ bạc. Cô em dâu thì cũng giết chó, thêm tội là gian díu với anh chồng. Nói chung là anh quanh là giết chó. Chỉ có giết chó thôi. Nhưng mà bà mẹ đã không giết chó nhá. Bà giết người. Thì vậy có nghĩa là cái phim Quỷ Cẩu này không chỉ nói về vấn nạn thịt chó, mà nó còn nói về vấn nạn thịt người. Không phải đâu. Không phải thịt người, nhưng mà tội ác của con người. Đúng rồi, tội ác của con mà người. Mà nếu anh để ý ở đoạn nhạc phim cuối cùng nhá, bài có hát là ai cũng có tâm ma, chứ không phải là ai cũng ăn thịt chó. Chứng tỏ là thịt chó chỉ phụ thôi. Nghĩa là họ mượn hình ảnh sát sinh con chó để mở rộng ra về nghiệp của con người trong cõi này, đúng không? Anh thấy nhá, nếu mà nghĩ về nó đi thì nếu mà phát triển được cái khía cạnh này thì rất hay. Hay chứ. Mỗi tội họ, mỗi tội họ không làm được thôi. Họ không làm được là một chuyện nhá. Nhưng mà có thêm một cái nữa anh thấy khá hài là cái câu chuyện chó đội nón mê. Đại khái là các con chó đi bằng hai chân chống gậy đội nón đi trên mái nhà, đúng không? Thì xong rồi ở đấy giết mấy con người tàn ác này kia. Lúc anh xem thì anh đã nghĩ là con chó đội nón này nó sẽ có phải có ý nghĩa gì ở phía sau, hoặc là nó phải có tham gia gì vào trong câu chuyện đi. Nhưng mà nghĩ lại thì nó không có, đúng không? Chả có gì. Việc nó xuất hiện nó không có ý nghĩa ấy. Em nghĩ là các nhà làm phim có tham vọng đấy. Kiểu câu chuyện chính, xong rồi người ta muốn chèn thêm nhiều cái tuyến câu chuyện phụ vào. Đúng là khi em xem thì em kiểu cái chuyện con chó đâu, con chó đội nón đâu. Nói chung là chốt lại là nội dung phim tiềm năng, nhưng mà làm là có ý đồ đấy. Nhà làm phim có ý đồ, nhưng mà vẫn tắc ở khâu phát triển và làm cho nó hay. Là gần được rồi. Gần được. Tiếp thật. Cái tiếp theo anh muốn nói là những cái anh sẽ dùng từ xiên xẹo trong cái thông điệp của phim. Theo những gì anh hiểu được nhá, khi đọc tiêu đề và trailer ấy, thì anh sẽ tưởng tượng ra là nó là cái mô típ là giết chó, ngược đãi chó, rồi ăn thịt chó nhiều thì bị chó báo thù. Và bắt đầu anh nghĩ là thực ra có khi chỉ cần làm thế thôi, và làm bật những cái sự ngược đãi xấu xấu với con chó ấy, là đủ rồi.
Mà trong phim này thì họ dừng lại chuyện đấy đâu, họ còn vẽ thêm ra nữa, là nhiều tội ác hơn nữa. Có vẻ là để cho những cái người mà giết chó ấy, nên là họ có thêm lý do để chết hơn, trông xứng đáng để chết, trông đáng chết hơn đúng không? Em thấy đấy là một ý tưởng ổn đấy, nhưng mà hơi thừa. Thừa đúng không? Vì con chó nó có quan tâm là ông đi ngoại tình, gian díu hay là có quan tâm là ông đánh cờ bạc đâu? Có khi ông ăn thịt mèo ấy, nó con khen. Nói chung là ai ác độc với nó thì nó giết thôi, ăn thịt chó với con cũng chết, mà giết chó cũng chết đấy. Vì cái ý ở đây là họ muốn truyền tải là họ chết thì họ xứng đáng chết, không liên quan đến cái tên quỷ cẩu cho lắm. Cái thông điệp đấy nhá, nó sẽ làm cái tên quỷ cẩu và cái ý tưởng về chó báo thù nó bị yếu đi. Kiểu những tội ác họ gây ra thì có thể bị trừng phạt bởi vong hồn ấy, hoặc là bị trừng phạt bởi thần cờ bạc hoặc là thần hôn nhân gia đình gì đấy, đúng không? Họ xây dựng những cái nhân vật, những con người trong đấy kiểu tốt ấy, họ chỉ là người bình thường ấy, xong rồi họ chỉ giết chó thôi. Xong rồi con chó lại quay ra dí họ ấy, thì có khi lại đáng sợ hơn. Cái đáng sợ là con chó đáng sợ ấy, chứ không phải là cái chuyện ăn thịt chó và đúng, câu chuyện đạo đức về ăn thịt chó, đúng không? Đoạn này phân tích một tí đi, là cái việc họ làm cho những nhân vật trong phim đáng chết ấy, và thế là bị chó trả thù, thì theo anh là làm phim nó bớt sợ đi. Theo anh thì cái tính logic của nhân vật phản diện sẽ làm cái phản diện đấy bớt đáng sợ hơn. Ví dụ nhá, Homelander với Thanos ấy, thì anh sợ liên hệ siêu anh hùng luôn này, thì anh sợ Homelander hơn. Tại vì là chó điên, nó không hoạt động theo logic gì cả ấy. Nó có thể nổi khùng bất cứ lúc nào và nó giết ai nó muốn, nó thích. Đúng. Nên nó không hoạt động theo logic và nó mạnh hơn tất cả mọi người trong phim. Thanos đi thì cũng như thế, cũng mạnh hơn tất cả mọi người trong phim. Nhưng mà ông này không giết người linh tinh, đúng không? Ông có lý trí đúng không? Có lý trí là ông chỉ giết nếu cần thôi. Tất nhiên là sợ Homelander hơn rồi, sợ cái thằng mà kiểu nó máu chó, nó không có lý trí. Đấy thì cái việc mà làm cho con chó trong phim này nó logic ấy, làm cho con chó bớt sợ đi, nó không bị ám ảnh nhiều. Ừ, em thấy là chỉ lên là cứ động vào con chó là có tội, đúng rồi, hành hạ nó, giết nó là nó báo thù, đúng rồi, kể cả tốt hay xấu. Có khi chỉ cần đi đá nó một cái thôi là nó quay về nó cắn nó một cái, tức, nó cắn cụt chân. Thêm một cái nữa nhá, mà trí tưởng về phim này là cái về ý nghĩa phim. Cái này là vấn đề tranh cãi suốt cả tuần qua luôn, nghĩa là ý nghĩa phim gây tranh cãi, đúng không? Tranh cãi nhiều lắm. Ừ, thì cái câu chuyện mà người yêu chó với lại người ăn thịt chó nó diễn ra từ xưa như trái đất rồi, và cái phim này ra mắt lại gây tranh cãi tiếp. Đấy, một bên chó là bạn không phải thức ăn, một bên thì là đúng là chó không phải thức ăn thì chó mới ăn được chứ chó sao ăn được đó. Em không biết là lúc tạo ra cái phim này thì nhà sản xuất có ý định gì, nhưng mà tự nhiên dí cho cái kiểu là những người làm ở lò mổ chó đáng chết. Đấy thì nó lại hơi sai lệch ấy, mang tính chủ yếu ấy. Kiểu nghĩa là như thế thì sẽ dễ bị vặn lại là ớt những con vật khác thì sao, đúng không? Xong rồi họ lại kiểu là chó cũng là người mà, thì thực ra với nhiều người thì chó là bạn, nhưng mà với nhiều người thì chó cũng là một con vật như con trâu con gà ấy. Thế nên là với họ ấy, cái việc mà chỉ lên tiếng bảo vệ chó hơi lố bịch, là lố bịch, đúng không? Có biết là có con chó báo thù ấy, thì là mấy cái người mà làm lò mổ gà, đấy, lò mổ dê, mổ bò, mổ lợn gì đấy thì xem trong phim này sợ vãi, sợ có con quỷ đấy. Hay đấy là chỉ là phần một thôi, mình sẽ có phần quỷ mão, quỷ heo, xong rồi quỷ ba ba, thậm chí là quỷ đỏ. Nhiều quỷ lắm đấy. Quỷ đỏ thì cứ cuối tuần là xem. Có xem đấy. Có xem, rất hay đấy. Mới hay xong đấy. Mới hay rồi. Mà chính là trong phim ấy, cũng có một cái dễ bị phản biện là có cả hình ảnh chặt thịt lợn, thịt bò, xong rồi có cả đúng, làm có cá thể, rồi làm ếch nữa, đúng không? Thì nữ chính đi qua hàng thịt chó thì thấy người ta ăn ngon thì lại thấy thương chó, nhưng mà ra chợ thấy người ta chặt thịt lợn chả nói gì. Cái hơi tiêu chuẩn kép nhỉ. Thì đúng là bà ấy không ăn thịt chó, không ai trách. Nhưng mà bà có ăn thịt khác mà, đúng không? Bà ấy có ăn thịt khác. Không nên nói là vì thương con chó quá. Không, bà ấy cũng có thể nói thế, nhưng mà không nên nói trước mặt người khác ấy. Chắc là anh nghĩ là cái phim này nên đổ cái sự chú ý vào mấy cái xích mích của gia đình này hơn, đúng không? Thành quỷ người luôn đi. Quỷ người luôn đi. Đỡ tự nhiên lôi con chó vào, người tự nhiên con chó bị chửi oan. Như kiểu mình hay lôi phê phim, lôi Trấn Thành vào ấy. Đấy. Chính là mình ấy. Chính họ chính là mình, hóa ra mình học mình chính là họ. Chán thật. Cái vụ ăn thịt chó này vào làm phim bớt hay đi. Thực ra là cái việc chọn chủ đề thịt chó nó rất là khó, vì không ăn thịt chó nhưng mà vẫn ăn những con khác ấy. Nên là lên án người ăn thịt chó thì cực kỳ dễ gây tranh cãi. Nhưng mà thôi, không nói về việc ăn thịt chó nữa. Em đọc trên mạng thấy có người ta bảo là phim này lên án thịt chó, nhưng mà đạo cụ lại dùng thịt chó thật. Anh đọc đâu, anh lại thấy bảo là đọc là dùng silicone mà. Đấy là cái thịt đấy là silicone làm như thật mà. Nhà làm phim phải đối mặt với quỷ silicone. Đúng không? Thế là vú đấy. Hả? Thế là ngực giả đấy. Thế là đáng sợ không? Có thế, có thể là thích đấy, thích đấy. À không thích à? Thích chứ. Thích. Thế thì tóm lại là chó là bạn đúng, nhưng mà với nhiều người thì chó cũng chỉ là một con vật, đúng không? Là con vật. Thì ai nuôi chó thì quý hơn chó, ai nuôi mèo thì quý con mèo. Cũng có người nuôi cả ếch, cả chuột, cả rắn các thứ rắn rết, đúng không? Người nên là thông điệp là lên án ăn thịt chó thì nó sẽ chưa đủ thống nhất được cộng đồng. Mà nhá, anh đừng quên, con người có lựa chọn, còn con chó thì không. Em khá chắc nhá là con gà, con vịt mà cũng không có sự lựa chọn.
Nhưng mà có được ai thương không? Chả ai thương. Chả thương Tết đến phăm bập bập. Thế là mình cũng có sự lựa chọn đâu. Hả? Mình cũng không hề có sự lựa chọn. Mình không hề có sự lựa chọn. Mình là con người có lựa chọn. Mình chả có con nào có lựa chọn. Ừ. Cái con duy nhất có sự lựa chọn là à, có một chi tiết nữa mà anh quên chưa nói đấy. Là đó là cô chú bị thím là chết rồi đúng không? Ừ. Là vì giết chó. Ừ. Thì vì chó báo thù. Ừ. Nhưng bà mẹ phải giết người mà. Ừ. Nhưng mà cuối phim bà lại ổn. Không sao. Thì bà có giết chó đâu. Ừ nhà quỷ cầu mà ta. Quỷ cầu mà không phải vong nhi đâu. Thế là nghĩa là bà đấy, nếu mà các bạn chưa hiểu thì bà ấy bắt bắt bồ của chồng phá thai. Đúng rồi. Đúng không? Mà triệt sản luôn. Triệt sản luôn. Triệt sản luôn mà ác đấy. Ác chứ. Ác lắm đấy. Thế mà cuối phim vẫn ổn à? Thế là được không? Thì quỷ cầu. Quỷ cầu vì nó là quỷ cầu. Vì nó quỷ cầu. Đừng mong có cái con quỷ nó khác xuất hiện. Thôi nói về khía cạnh điện ảnh đi. Về diễn viên thì chúng ta lại tiếp tục có chú Quang Tuấn, người mới tham gia Tết ở Lão Địa Ngục, thì một gương mặt khá quen thuộc cho phim kinh dị gần đây. Ngoài ra thì còn các nghệ sĩ cao cội như là cô Kim Xuân này, cô Vân Dung, chú Quốc Quân. Thì theo đánh giá của anh đi, lần này cô Vân Dung và chú Quốc Quân là gánh, đặc biệt là cô Vân Dung ao trình luôn. Cái đó là chắc chắn rồi. Nếu mà anh xem phim VTV thì thấy cô Vân Dung diễn đỉnh lắm. Ừ. Cái phim đóng vai phụ vẫn đỉnh. Ừ. Đấy, mà bây giờ mới lớn sang điện ảnh ấy. Đây là dự án đầu tiên hay sao chứ? Ấy nhưng mà sao xong nghe như phim hài nhỉ? Vân Dung với Quốc Quân, nghe như Táo Quân. Nghe như Táo Quân. Nghe như gặp nhau cuối năm. Gặp nhau cuối năm. Nhưng mà trong phim này họ diễn rất hài đấy. Hay. Nhưng Quang Tuấn thì sao? Quang Tuấn thì khó xem. Ừ. Anh nếu mà anh xem Tết ở Lại Địa Ngục thì anh cũng thấy là Quang Tuấn cũng thế. Ừ, nghĩa là Quang Tuấn thì không phải là Tết ở Lại Địa Ngục đúng không? Đúng. Nghĩa là cái việc Tết ở Lại Địa Ngục hay cũng chả liên quan gì đến Quang Tuấn ấy. Cốt truyện của phim ý hay người ta không nói động đến ông Quang Tuấn thôi, chứ thực ra là. Nhưng mà ông không hay đâu. Ông ý nhá. Bây giờ em làm thế này đi. Em sẽ diễn tả Quang Tuấn lúc vui vẻ, buồn bã, thích thú hay là nói chung là bất kỳ một cảm xúc nào đó. Có đó hơi quá không? Có đấy, em thấy nhiều người nói cái này lắm. Mà có người còn bảo là diễn thua cả Mie. Mà Mie là DJ nhá, không phải là diễn viên nhá. Nhưng Mie cũng diễn trước nhiều người, Mie kiểu Đúng không? Cũng được. À, còn một điều kỳ quặc, anh biết không? Là gì không? Là tình cờ là phim này là có thoại hay nhá. Đúng, nhất trí, phim này có thoại hay. Mình mới chê là thoại phim Việt. Mới chê thoại phim nghe kịch thế. Lại có phim hay luôn. Hay luôn. Hay luôn. Hay thật, không cái này khen thật nhá, không chê đi. Cái này hài lắm. Cái phong cách nói chuyện như mấy cái gia đình ngoài đời thật luôn. Không biết là trong Nam thì các bạn thấy sao, nhưng mà đúng là anh em ngoài Bắc đúng không? Đúng. Thì xem cái thoại này thấy cảm được. Nó khá là đặc chất Bắc. Như quê luôn. Như quê luôn. Quên mất, nãy giờ phim này là phim kinh dị. Em tưởng phim hài. Nãy giờ cứ nói hài được phim hài. Vân Dung nó kinh dị. Ở đấy thì nó có kinh dị không? Thì bảo là phim kinh dị và không kinh dị thì nó hơi hài đúng không? Anh nhớ tập trước em bảo cái gì không? Kẻ ăn hồn. Không dám scare. Thì phim này lại dám scare liên tục. Spam luôn. Hay là em cũng tiêu chuẩn kép nhỉ? Em rồi có cũng bị chê mà. Thì đấy hôm trước ta bảo là đúng không? Không có dám scare thì lại là bảo là phim này chả dám scare, có dám scare bảo là ừ, có. Nhưng mà nó có nhiều anh ạ, nó spam ấy. Ừ. Nên là lúc nào nhân vật cũng có con gì đó, chuyện là sau lưng nhân vật quay lại nhìn. Hù phát. Ừ. Lúc nào cũng thế, spam liên tục phim. Nhưng mà nó hài ấy đúng không? Đúng thật là nó khá hài, tại vì cái kỹ xảo nó không đến nơi đến chốn ấy. Em thắc mắc là thế có phải là jumpscare không nhỉ? Nó thông báo luôn cho mình, nhạc nó cứ mưu up lên xong rồi nó thông báo mình. Đoạn này tao sắp dọa mày lên này. Ừ, thường thường jumpscare kiểu đang ấy, xong rồi nó nhạc hù ấy, xong rồi nhạc tĩnh. Đây nhân vật cũng là nhân vật cũng có con gì nhỉ? Thế thì không ổn đâu. Quay về cái ý kỹ xảo đi. Nghĩa là nếu kiểu jumpscare mà kỹ xảo nó không tới thì mình sẽ thấy buồn cười hơn là mình sẽ thấy là sợ ấy, đúng không? Con chó trong phim là lắm, chó chạy gậy. Mà nhá, con chó trong phim này anh thấy còn không sợ bằng con chó trong Resident Evil. Con chó này á, nó là da thịt con bình thường, con kia chó lợn. Con kia là chó zombie đúng không? Ừ, con này chó bình thường. Con này chắc ngang nghĩa. Đó, cũng thì chỉ thế thôi. Chả sợ. Nhưng mà nhá, có một cái là họ có một cái ý này là họ đánh vào cái điểm là sự chân thật của con chó. Kiểu đi về nhà ấy, thấy ra đường thấy nhiều chó. Ra đường thấy nhiều chó, xong rồi cảnh quan trong phim này giống như ngoài đường. Thì xong rồi thấy mấy con chó sủa, nó đuổi theo cắn chẳng hạn. Chỉ nghe chắc là họ muốn gọi là cho vào đầu mình cái sự ám ảnh, đúng không? Là sợ con chó đấy. Nhưng mà xem phim không sợ thật. Nhưng mà Tiến bảo đúng là xem phim không sợ. Bảo về nhà không sợ thì khá khó đấy. Em đi xe máy mà. Nhà trong ngõ. Thì vào đấy xe nó mà đụng, nó đuổi phát là thôi, nó hú cho phát chết luôn. Chết luôn. Lại khen. Lại đẹp. Là lại đẹp. Kẻ hồn cũng khen. Kẻ hồn cũng khen. Mà phim này cũng khen. Ừ. Lúc mà cái nhân vật chết xong bị thương ấy, cái mồm của chú Quốc Quân nhá. Với phim ấy, được ấy. Được. Cái này xứng đáng đấy.
vậy là trình hóa trang của đoàn phim có tăng nhưng mà trình kỹ xảo lại xuống. Chắc không phải trình đâu, tại vì người Việt Nam mình trình kỹ xảo VIP mà. Nó là vấn đề về mặt ngân sách thôi. Hoặc là họ không có tiền, họ không xin được tiền để làm. Hay là họ chi nhiều tiền vào việc mua thịt chó. Tóm lại là phim này cũng có những điểm để khen. Nhưng mà những cái điểm mà nó chưa được là thông điệp của phim bị gây tranh cãi quá. Nó làm phim nó mất hay đi. Đâm là tệ hơn trong mắt mọi người. Bộ phim chính nó nhá, nó cũng không hay đến thế. Xong rồi giờ còn bị chửi vì một cái lý do mà không liên quan đến các yếu tố chuyên môn là mà lại liên quan đến drama. Thì tóm lại là cũng hơi buồn. Chấm điểm phim này tăng vô diễn nghĩa đi. Tăng vô diễn nghĩa. Ba phe. Phe thịt chó. Phe ăn thịt chó. Và phe em và anh. Là phe review. Phe review đúng không? Thêm cái phe là không ăn thịt chó nhưng cấm người khác ăn nữa. Cũng được đấy. Okay. 4 phe đi. 4 phe. Thế là không phải tăng quốc rồi. Tứ quốc. Tôi là vui vẻ. Tôi là nghĩa. À, anh có biệt danh mới cho mày. Mày sẽ là xe. Thế là xe. Cemetery. Tôi là xe. Tôi là vui vẻ. Chúc các bạn một ngày hay là mày là xe hột loa.